Vâng, một cái mẫu xe máy nổ còi kêu 4 bánh quay đều chỉ có hơn 30 triệu thôi. Chiếc xe Daihatsu 2005 nhá, biển Hà Nội bà con này. Đấy, bà con quan tâm thì hãy gọi điện cho tôi cụ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397265286 ạ. Đây, quay sơ qua cho bà con xem này. Anh em thì thực sự thì cũng chưa dọn dẹp mà xong hết, tại vì con này đăng kiểm của nó hết rồi. Đấy thì buổi ngày hôm nay thì anh em chưa kịp đăng kiểm, cho nên là khi nào đăng kiểm xong đấy thì nó sẽ là đăng kiểm mới đến phải bây giờ là tháng 2 đúng không? Phải đến tháng 8 2023. Đấy, biển Hà Nội này. Chiếc xe Daihatsu 2005 và giá bán là 38 triệu đồng đã lên đăng đúc màu đỏ và biển Hà Nội 29X 1640 1640 này. Daihatsu 2005 đã lên đăng đúc rồi bà con nhé. Bà con quan tâm thì mẫu xe này thì nếu bà con ở gần thì em sẽ hỗ trợ ship cho bà con, nếu bà con ở xa thì đương nhiên là cái tiền đi lại thì bà con phải hỗ trợ cho em cái tiền chi phí đi lại thôi. Lấy là hai cửa đằng sau là anh em có đóng chốt cửa đây ạ, đấy cho nên là cũng không mở được. Đấy, vừa rồi thì em dựng lên rồi đây ạ. Nội thất đằng sau này tương đối khá là mới ạ, đặc biệt là có màn hình Android to phạc đây. Đấy, màn hình Android to này còn rất là ok bà con nhé. Đây, đằng sau của chiếc xe. Với dòng xe này thì hai kính trước chỉnh bằng điện và hai kính sau thì chúng ta chỉnh bằng tay. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh bằng quay tay đây ạ. Đấy, hoạt động rất là ok, vẫn còn hoạt động bình thường nhé. Đấy, bây giờ thì sẽ tiến lên và nổ máy và quay sơ qua về phần máy cho bà con xem. Còn lại em chưa đóng chặt này. Đấy, đây ạ. Rất là ok bà con nhé. Biển Hà Nội màu đỏ rất là ok. Màu đỏ là chứng tỏ vợ anh nhé. Hôm nay là ngày Valentine, cho nên là nếu mà bà con mình ai đang có nhu cầu mua xe về tập lái ấy thì sẽ ưu đãi tặng giảm cho bà con thêm 1 triệu thôi, là còn có 37 triệu nhé. Đấy, 38 triệu và giảm cho bà con là chỉ còn có 37 triệu đồng thôi. Đây ạ, màn hình Android to luôn này. Đây, quay về phần máy cho bà con. Hiện tại đăng kiểm hết đấy ạ. Tháng 2 2023 này. Đấy, anh em đi đăng kiểm nhưng mà không kịp đăng kiểm. Về phần máy thì đang hơi bẩn một chút thôi, đây đang bị ngấm dầu đây một chút này. Đấy, nhưng mà thực sự thì nãy em đã bảo rồi, lại em chưa dọn dẹp xong và khi nào xong thì cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho bà con. Đấy, chỉ có 38 triệu vào trước, ngày hôm nay thì chỉ còn 37 triệu luôn. Rất là ok bà con nhé. Vâng, hơn 30 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu 2005 với động cơ 0.8, xe trang bị 3 máy và mẫu xe tập lái tránh mưa tránh nắng. Bà con quan tâm thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286 nhé.